bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ chia sẻ tới các bạn cách sử dụng dòng sản phẩm bột ngũ cốc Granules Almond Tea đến từ Hàn Quốc này đối với những người mà đang bị đau dạ dày hay đang trong quá trình điều trị bệnh đau dạ dày của mình. Thưa các bạn, nếu như các bạn đang mắc phải căn bệnh đau dạ dày, hẳn chúng ta cảm thấy rất đau đầu cũng như là mệt mỏi bởi những triệu chứng mà căn bệnh này mang lại, đúng không ạ? Chính vì vậy, đối với những người đau dạ dày thì chế độ ăn uống của họ cũng vô cùng quan trọng. Thường thì vào buổi sáng, những người đau dạ dày khi mà có công việc bận rộn, họ sẽ không chú ý đến được bữa sáng của mình. Và đó cũng chính là một trong những lý do khiến tình trạng bệnh của họ càng thêm trầm trọng hơn. Và để có được giải pháp dành cho những người bị đau dạ dày, một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng, đồng thời tốt cho dạ dày của họ, thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời dòng sản phẩm bột ngũ cốc Granules Almond Tea bên cạnh Kiều Anh đây. Trong các video trước thì Kiều Anh đã có chia sẻ về công dụng của dòng sản phẩm này. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Kiều Anh sẽ nói rõ hơn về công dụng của nó đối với những người mà bị đau dạ dày. Thường thì sản phẩm này sẽ được sử dụng vào bữa sáng khi mà chúng ta chuẩn bị đi làm. Và đối với những người dạ dày, chắc chắn là chúng ta không được ăn những món đồ cay nóng cũng như là đồ ăn nhanh rồi, bởi vì nó sẽ khiến cho tình trạng bệnh của chúng ta thêm trầm trọng hơn và khiến cho chúng ta phải hứng chịu những cơn đau từ dạ dày, đúng không ạ? Và tuy nhiên với dòng sản phẩm bột ngũ cốc Granules Almond Tea này thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Và khi sáng ra, nếu như chúng ta bận rộn, không có thời gian để nấu một món ăn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, tốt cho hệ tiêu hóa của mình, thì hãy sử dụng một gói bột ngũ cốc Granules Almond Tea này và chúng ta pha với nước ấm và chúng ta uống trực tiếp. Và với cách sử dụng như thế này thì nó vừa cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho chúng ta trong một ngày dài làm việc, đồng thời là khiến cho chúng ta cảm thấy là no lâu hơn. Đặc biệt là các dưỡng chất được tổng hợp từ các loại hạt trong bột ngũ cốc này thì sẽ mang đến cho các bạn một sức khỏe vô cùng tuyệt vời. Và đây sẽ là một trong những giải pháp dành cho bạn vào trong mỗi buổi sáng. Và đối với những người bị đau dạ dày thì Kiều Anh cũng chia sẻ thêm rằng là khi chúng ta sử dụng dòng sản phẩm này thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm, bởi vì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến thành dạ dày hay ảnh hưởng đến căn bệnh dạ dày mà các bạn đang gặp. Mà dòng sản phẩm này nó còn hỗ trợ là giúp kích thích hệ tiêu hóa của chúng ta, cũng như là khiến cho chúng ta được cảm giác no lâu hơn, ngăn chặn tình trạng là chúng ta bị đau bụng khi mà đói. Như vậy có thể thấy những công dụng tuyệt vời mà dòng sản phẩm này mang lại, đúng không ạ? Và với dòng sản phẩm này thì các bạn hãy nhớ nhé, đó chính là chúng ta nên pha với nước ấm để đảm bảo được độ hòa tan được tuyệt đối. Cũng như là dòng sản phẩm này thì hãy luôn bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát, cũng như là tránh ánh nắng trực tiếp hay là độ ẩm quá cao. Và tất nhiên để mua được dòng sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là truy cập vào đường link ngay dưới video này để vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để được nhận được nhiều tư vấn hơn, nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho dòng sản phẩm bột ngũ cốc Granules Almond Tea. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.